Vua cùi trò Bumathan văng tục châm ngòi bạo loạn tại cúp C1 châu Á. Sau những tranh cãi giữa truyền thông hai nước Trung Quốc và Thái Lan về nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát nghiêm trọng tại cúp C1 châu Á vào tối 29 tháng 11, một tình tiết mới đã xuất hiện. Cầu thủ hai câu lạc bộ thanh toán nhau ngay trên sân. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không hiểu vì lý do gì mà cầu thủ Buriram và Zezang lập tức lao vào nhau. Từng nhóm cầu thủ túm lấy áo đánh lộn, sau đó bạo loạn lan rộng. Tất cả 22 cầu thủ trên sân cộng với ekip ban huấn luyện hai đội đều tham chiến. Lực lượng an ninh không thể dẹp loạn vì họ không đồng bằng các cầu thủ. Khi dẹp được một nhóm này thì cầu thủ Buriram cũng như Zezang lại đánh trận ở một nhóm khác. Điển hình như khi số 10 của Buriram là Ramil Chedezi bị lôi ra một chỗ đánh hội đồng. Nhìn đồng đội bị thương, các cầu thủ khác lao vào giải vây cho Chedezi, nhưng họ vấp phải một nhóm cầu thủ khác của đối phương. Cứ như thế, vụ hỗn chiến trở nên nghiêm trọng. Sau nhiều phút, những cái đầu nóng mới hạ hỏa. Người ta thấy Chedezi phải nhờ các bác sĩ chăm sóc sau khi anh bị hàng chục cầu thủ Trung Quốc lao vào dẫm đạp. Đây là vụ việc rất đáng lên án của các cầu thủ hai đội Buriram và Zezang. Nó cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan lẫn Trung Quốc. Như đã biết, hồi tháng 5 vừa qua, U22 Thái Lan gồm nhiều cầu thủ Buriram đã hỗn chiến với U22 Indonesia. Các trợ lý bên phía Thái Lan đánh cả trường đoàn bên phía đối thủ. Bóng đá xứ Chùa Vàng bị ảnh hưởng kể từ đó đến nay. Với vụ việc ở cúp C1 châu Á vừa qua, chắc chắn AFC sẽ mở cuộc điều tra và sau đó là lệnh trừng phạt nặng dành cho cầu thủ hai đội vì nó cũng khiến hình ảnh của giải đấu bị hoen ố. Ở trận đấu vừa kết thúc tối qua, Buriram thua 2-3 và xa dần cánh cửa đi tiếp. Trong khi đó, Zezang có được thắng lợi an ủi trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn tài chính và đứng trước nguy cơ bị giải thể. Vua cùi trò Bumathan văng tục, châm ngòi bạo loạn. Các báo Trung Quốc lẫn Thái Lan đều kết luận rằng mâu thuẫn giữa cầu thủ hai đội xuất phát từ Thiraton Bumathan. Cầu thủ này là người châm ngòi bạo loạn tại cúp C1 châu Á, sau đó còn chửi bậy bằng tiếng Trung. Tờ Thailand cho hay, qua các dữ liệu thu thập được từ video trên sân và từ người trong cuộc, họ có thể kết luận rằng sau khi trận đấu kết thúc, Bumathan đã tranh cãi với cầu thủ Zezang. Chứng kiến thủ quân của mình lời qua tiếng lại, không cần thiết, tiền vệ trẻ Leon James đến gần hai cầu thủ Zezang và nói: "Bình tĩnh, trận đấu đã kết thúc rồi." Nhưng hai cầu thủ Zezang lại phản ứng trước thiện chí của đối thủ bằng cách tát vào mặt Leon James và phía cầu thủ Buriram đáp trả. Họ lao tới bảo vệ đồng đội, trong khi các thành viên khác của Zezang cũng lao đến tấn công Leon James. Và kể từ đây, bầu không khí trở nên hỗn loạn không thể ngăn chặn. Đỉnh điểm xung đột đến khi số 10 của Buriram, Ramil Chedezi kẹp cổ đối thủ rồi lôi đi trước khi anh bị nhiều thành viên Zezang trả đũa bằng đòn hội đồng. Ramil Chedezi kẹt giữa vòng vây của hàng chục cái bóng áo xanh và chỉ biết chịu trận. Nhưng lúc này thủ phạm Bumathan lại ngãng ra, anh không tham gia vào pha xô xát, thậm chí còn đóng vai người hòa giải. Trang chủ của Zezang cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy Bumathan, cầu thủ vốn bị người hâm mộ Đông Nam Á gọi là vua cùi trỏ, mới là hạt nhân của xung đột. Trong lúc hai bên xô xát, tuyển thủ Thái Lan đã chửi tục bằng tiếng Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, các máy ảnh cũng lia được khoảnh khắc phó chủ tịch Buriram Yunis đứng bên lề giơ ngón giữa lên và Dion Khun, hậu vệ Buriram, có hành động tương tự để xúc phạm đối thủ. Trang Instagram của câu lạc bộ Zezang đã phản ứng bằng dòng trạng thái đáp trả đầy mỉa mai và họ ghi hẳn bằng tiếng Thái: "Khi thái độ quyết định chiều cao của bạn, ám chỉ chiều cao hạn chế của Bumathan và vị quan chức Buriram." Trung Quốc và Thái Lan tố cáo lẫn nhau. Truyền thông Thái Lan và Trung Quốc đều cho rằng trong vụ hỗn chiến như băng đảng giữa các cầu thủ Buriram và Zezang thì nguyên nhân đều xuất phát từ sự khiêu khích từ đối phương. Theo tờ Sohu Trung Quốc, mâu thuẫn xuất phát phía Buriram khi các cầu thủ câu lạc bộ Thái Lan là bên gây sự. Ấn phẩm hàng đầu Trung Quốc viết: "Một vài cầu thủ của câu lạc bộ Zezang bị đội khách bao vây, mặc dù người này cố gắng tránh xung đột, nhưng các cầu thủ Buriram bắt đầu lao vào và hành hung anh." Trên mạng xuất hiện hình ảnh một cầu thủ Buriram bị nhiều thành viên Zezang lôi sang một chỗ và đánh đấm túi bụi. Nhưng nguyên nhân được cho vì cầu thủ này đã kẹp cổ, ghi đầu đối phương trước. Phan Duy Di, cựu tuyển thủ Trung Quốc, nêu quan điểm: "Có những cầu thủ Zezang đã bị bóp cổ, tôi không thể tưởng tượng được rằng hành vi côn đồ này lại xảy ra trên sân bóng và hành động của các cầu thủ đội khách là rất nghiêm trọng." Số 10 Buriram, Ramil Chedezi liên tục kẹp cổ cầu thủ Zezang.
anh ta khóa cổ như một võ sĩ Jisu Shitsu. Hành động này là cực kỳ nguy hiểm. Anh ta phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tôi tin AFC sẽ vào cuộc để trừng phạt thích đáng những tên gây rối. Trong khi đó, theo Thaira, nguyên nhân lại đến từ phía xe sang. Họ cho rằng nhiều thành viên đội bóng Trung Quốc bắt nạt Leo Sen. Vì lao vào giải vây cho đồng đội nên nhiều cầu thủ Buriram đã liên quan tới ẩu đả và kết cục như những gì người hâm mộ chứng kiến. Bumathan và Dion Kun được cho là cũng tham gia vào xung đột, nhưng sau đó cả hai giãn ra chỉ đóng vai can ngăn. Dù sao đi nữa thì những thông tin từ báo chí Thái Lan và Trung Quốc vẫn chỉ là một chiều, người hâm mộ có thể chờ đợi thông tin chính xác nhất sau khi có kết luận từ AFC. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt!